chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Split 100M bản độ đẹp lãm đến từ vùng đất Cần Thơ. Cái chiếc Split 100M xuất hiện đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất Honda, phân khúc là con tay 150cc. Dòng xe đường phố này để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng chơi xe trong nhiều nước. Và càng tuyệt vời hơn khi em nó được các chủ xe có những món đồ chơi cực kỳ chất và vô cùng hấp dẫn. Phần ghi đông được giữ nguyên rất nhiều các chi tiết, được chủ xe trang bị thêm bao tay kiểu xếp nàng, kết hợp thêm cụ dẹp Tekawa, Shinji và tạo ra sự mới lạ cho em nó với những món đồ chơi khác nữa. Kiểm soát lực phanh cho xe bằng cụm thắng của Rainbow Costa. Đây cũng là cái dòng cụm ACS-19 được kiểu dáng quá cách thường ra đời hồi đầu năm 2008. Cái món đồ chơi này hiện nay có mức giá tầm khoảng là 8 triệu đồng và được các tay chơi xe kiểm soát rất nhiều. Cái cụm con dây CRGB tích hợp khả năng là Folin, nghĩa là tay thắng chống gãy, đi kèm những khả năng tăng con bằng tay đầy tiện ích. Nhưng bên cạnh đó có một cái yếu tố là có thêm cái lỗ chân kính, cho người chơi phải mua thêm cái phát chân CC riêng hoặc là dùng loại kiến gắn gù. Heo dầu Rainbow 4X tối xứng được đem lại cái lực phanh là mạnh hơn, giúp chơi xe xử lý rất tốt trong những lúc cần phanh gấp. Heo dầu được bắt vào vỏ phục thông qua một cái phát heo dầu được làm bằng chất liệu CNC, sau đó được nhuộm đen lại và tạo một điểm nhấn bằng những chút rô ti. Cũng như các bản độ khác, chủ xe hướng tới cho con chiến mã tập phục Colin, đi kèm với đó là một số món hành trình giảm sốc đẩy máy và cải thiện cái độ thẩm mỹ rất cao cho xe. Theo mình được biết, hiện nay chưa có phục Colin dành cho Queener Sunit, thường dùng cái phục của KSA, mình là cái chân CNC. Chân Chichable với đẹp hoang tưởng sau màn lột xác đầy ngoạn ngục. Chân Chichable được ra mắt cách đây khoảng 24 năm và là mẫu xe tiên phong cho một khúc Street Fighter thương mại. Đây cũng là phân khúc được phát triển từ các dòng xe Boxbike để kết thành cái dòng Nuclebike có hiệu suất cao hơn. Và bản độ dựa trên cái nguyên mẫu 2009 với đề hướng tăng hiệu suất động cơ và giảm trọng lượng. Một thiết kế là hoàn toàn mới được ra đời với hình thái card racer thập niên hoài cổ. Sửa đổi những nét cần thiết mà nhắc đến như tháo bỏ cái đèn pha kép mắt chuồn chuồn thay vào đó là một cái đèn Evo Moto Dynamics. Hệ thống phanh tay cũng được thay đổi thành cụm phanh của Rainbow ACS-19 được thiết lập với cốc bình dầu Rizuma Taycan CRC Folin. Đầu tiên thực hiện được bản độ này là giảm trọng lượng thân xe. Chiếc xe được tước bỏ tất cả những loại nhựa linh tinh, cái bộ tản nhiệt, nắp đậy bình xăng vân. Thay vào đó là mâm tiêu chuẩn với cặp mâm Oset Racing, chuyên dụng cho những cung đường đua với trọng lượng rất nhẹ. Hệ thống phanh cũng được định hướng lại sao cho gọn gàng, thể thao hơn, nâng cấp cái giảm sóc sau Monoshock Nitron. Hệ thống khung sườn xe và nhiều chi tiết được sơn màu đen mờ. Nhiều bộ phận được sơn tĩnh điện và bộ ống xả cơ Wixit, cũng như được trang bị cho một cái cấu hình ngắn, âm thanh đặc sắc hơn. Hiện tại thì bản độ này vẫn chưa có tên. Việc xây dựng một bản độ này không phải là tất cả những điều diễn ra là suôn sẻ. Những khó khăn cần phải nói đến là phải trì hoãn xe độ từ 2 đến 3 tháng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, kế tiếp nhớ like, subscribe.